À, xin chào tất cả mọi người. Một cái vấn đề gọi là rất là đau đầu đối với nhà đầu tư thời điểm này, đó là vấn đề là dòng tiền sẽ đổ về đâu và dòng tiền sẽ đầu tư nơi đâu là gọi là có lời. Và hôm nay đến với một cái buổi gọi là trao đổi thông tin thì Phước Sửu có mời chị Thùy Vi, là một cái gọi là người đã đầu tư rất là nhiều nơi, từ ở Bình Chánh và gần đây là nhất là chị Thùy Vi cũng có đầu tư và xây căn hộ dịch vụ tại dưới Nhà Bè. Và bạn Huỳnh Huy, Huy Huỳnh là một cái chuyên viên môi giới bất động sản cũng khoảng hơn 10 năm, làm rất là nhiều thị trường và cũng rất là am hiểu thị trường của khu Nam. Thì hôm nay cả ba người sẽ phân tích cho quý anh chị đầu tư có một cái khái quát và có một cái nhìn nhận rõ hơn về khu Nam là một nơi có đáng đầu tư hay không, và có phải là cái nơi gọi là lựa chọn là nơi an cư lý tưởng hay không. Thì đầu tiên em xin hỏi chị Thùy Vi. Chị Thùy Vi ơi, rất là nhiều cái thông tin đang gọi là hot trend trên thị trường đang nói về khu Nam, thì chị Vi có thể chia sẻ một chút về khu Nam để cho quý anh chị ở đây nắm rõ được hay không? Khu Nam thì Vi thì cũng Vi cũng nhìn nhận được cái gọi là cái xu hướng thị trường á. Tức là khi mà Vi đầu tư vô khu Nam thì nó cũng là nằm trong cái khoảng là khoảng 4 năm về trước. Thì khi đó là mình thấy được cái giá trị đất tại tại khu vực Bình Tân và cái giá trị đất của khu Nam lúc đó là nó ngang nhau, nhưng mà mình nhìn được cái thị trường là nó sẽ tăng giá phi mã ở khu Nam trong thời gian tới, bởi rất là nhiều cái hạ tầng lẫn là nhiều chủ đầu tư hướng về cái khu Nam của mình. Mà sắp tới khu Nam nó sẽ là một cái thành phố, phải không chị? Thì chị với phân tích về cái khay gọi là đầu tư mà quý anh chị khách hàng đang nhắm tới hay không? Tại vì khu Nam của mình nó có rất là nhiều cái, nó nằm trong cái định hướng phát triển của Sài Gòn cũng như là của cả nước nói chung. Về cái định hướng của khu Nam này, với cái khí hậu, với cái địa hình được thiên nhiên ưu đãi, địa hình là sông ngòi và kiểu như nó gần Biển Đông á, cho nên là mình hướng á, cái nền kinh tế hướng về Biển Đông thì đó là nó đã có trong cái định hướng phát triển của Phú Mỹ Hưng từ mấy chục năm trước rồi. Do đó là mình thấy được là cái hiện tại bây giờ á, thì trên mấy ngày gần đây thì báo chí đã đưa tin rất là nhiều là mình sẽ có một cái thành phố khu Nam, là mình sẽ nhập hai cái phần quận 7 và khu vực Nhà Bè. Không sửu ha. Đúng rồi. Trở thành một cái thành phố, nói chung là nó sẽ trở thành một cái điểm đến toàn cầu khi mà nói chung là khách du lịch đến đây thì phải đến khu Nam. Quá tuyệt vời, nghe đó là thành gọi là cái điểm đến toàn cầu, nó sẽ có những cái nhiều cái gọi là những cái trải nghiệm cho khách hàng trong nước và ngoài nước, không chị? Cho nên là vấn đề là khi đó thì khi mà trở thành cái chỗ điểm đến du lịch á, là cái đất á, thì sẽ rất là nhiều người hội tụ ở đây Sửu ha. Đúng thì rồi. Là một cái cơ hội để mà khi mà mình đầu tư vào lúc đó thì là cái giá đất của mình nó sẽ tăng nhiều lần. Khi mình nhắc đến cái du lịch là mình hiểu được cái vấn đề như vậy. Rồi, cảm ơn chị Thùy Vi. Và sau đây thì Phước Sửu sẽ hỏi Thanh Huy, một cái người gọi là cũng rất là am hiểu cái thị trường của khu Nam. Thì theo như Thanh Huy á, có nhiều cái thông tin tốt về khu Nam quá, thì hiện tại khu Nam có những cái dự án nào để khách hàng lựa chọn đầu tư hay không, và nên đó là đầu tư ngay bây giờ hay là phải còn chờ đợi nữa vậy Thanh Huy? Chào anh Sửu, chị Vi cùng khán giả đang xem kênh. Thì trên tinh thần với giả sử như đặt Huy làm một cái người mà đi đầu tư đi, Huy đang cầm một cái dòng tiền và không muốn biết đi đâu để mà đổ tiền vào đầu tư, thì cái hướng khu Nam cũng sẽ là một cái ưu tiên, một trong những cái nơi mà Huy sẽ ưu tiên đầu tư ở trong cái khu này. Thứ nhất là về cái về quỹ đất gần như là ở khu Nam á, trừ khi xa xa hay là khu Nam trung tâm á, là Huy đánh giá vô cái vùng Phú Mỹ Hưng. Thì Phú Mỹ Hưng phát triển cũng hơn 20 năm rồi, thì những cái quỹ đất trong cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng á, nó không còn nhiều nữa. Gần như là cái khoảng thời gian gần đây là Phú Mỹ Hưng tung ra những cái sản phẩm mà trước đây là Phú Mỹ Hưng không thích bán và để cho gần như là để khai thác thuê, thì bây giờ là sản phẩm bên đó không có ra nhiều, thành ra là để cho cái nguồn hàng ra thị trường thì có một số sản phẩm mà shop house mà khách hàng cần lưu ý ở đây.
thì đó là cũng là một cái kênh đầu tư về kinh doanh cho thuê. Thì một số dự án xa xa mà ven vùng, ven khu Nam á, có một vài dự án như mà Huy đánh giá về cái phân khúc thị trường hiện tại á, trong khoảng tầm từ trung bình 3-4 tỷ thì có một cái dự án ở cái khu Nam về hướng Nhà Bè đi xuống, đó là khu Long Hậu, một dự án bàn giao về nhà phố, đó là Edit Line. Thì vừa rồi thì có đi ra mắt cái dự án đó ở của chủ đầu tư. Thì diện tích của dự án đó khoảng bao nhiêu vậy Vi, và bàn giao như thế nào? Diện tích thì chung chung cái phần nhà phố bây giờ thì nó ngang năm, dài 16. Yeah. Cái hay ở cái dự án này đó, nó nằm liền kề những cái khu khu công nghiệp Long Hậu, rồi ở khu những cái quỹ đất công nghiệp ở dưới này cũng khá là nhiều. Thì để mà khi đồng thời điểm bàn giao thì cư dân ở đây có thể là họ sinh sống, cũng như là có thể để cho thuê ở khu vực này cũng khá là tốt. Về cái tầm giá đầu tư đó thì em đánh giá ở cái khu này khá nhẹ để khách hàng đầu tư. Còn về phần trung tâm khu Nam thì có một số dự án, ví dụ là Sunshine Sky City, bây giờ là dự án Sunshine Sky City, thì cái nguồn tài chính mà đổ về đây cũng khá là tốt để về cái dòng tiền, tại vì thật ra bây giờ pháp lý nó đã xử lý xong rồi, thì mình vào mình có thể chọn những cái căn hộ song song đó, có những cái tiện ích ở phía bên ngoài, đang đó là những cái trường học khá là nổi tiếng ở khu Nam Sài Gòn, nó cũng đưa vào vận hành trong cuối năm nay đó. Thì cái nguồn đầu tư cũng có thể là mình chào đón tiếp theo một số cái khu cao tầng của cái dòng khu đô thị GS ở Nhà Bè đó chị Vi, như chị đầu tư thì chị biết đó. Thì ở hướng đó cũng là một cái kênh đầu tư đợi trong, có thể trong năm nay hoặc trong năm tới, thì khi mà cái khu cao tầng này nó đưa ra bán hàng và đưa vào xây dựng á, thì rõ ràng là khu Nam rất là mạnh trên thị trường bất động sản ở vùng thành phố Hồ Chí Minh, vì có hai đại đô thị lớn đó là khu Mỹ Hưng và khu đô thị GS, nó quỹ đất nó khá là nhiều, và hai khu đô thị này mà ở gần nhau như vậy thì sẽ tập trung nhiều cư dân ưu tú ở đây, và cái tất nhiên rồi, hữu xã tự nhiên hương, thì những cái gì tốt đẹp thì này nọ thì cư dân sẽ kéo về đây ở. Và cái tình hình ở khu Nam Sài Gòn cũng nói hiện tại tương lai, đó là thành phố khu Nam nó sẽ phát triển cực kỳ. Cảm ơn Huy Huỳnh rất là nhiều. Thì chị Thùy Vi, trở lại với chị Thùy Vi, thì chị Thùy Vi là hiện tại cũng là cư dân ở Nhà Bè không chị Thùy Vi? Thì chị Thùy Vi có thể là chia sẻ cho mọi người biết đến đó là khi mà tình hình mà với gọi là tình hình dịch Covid nó đang diễn biến phức tạp và bây giờ nó phức tạp thời luôn rồi á, thì lựa chọn Nhà Bè là nơi sinh sống thì cảm thấy có đáng sống hay không, và nó có thể là một cái nơi gọi là an cư lâu dài được hay không? Thì mình đối với cái câu hỏi của Sủ á, thì mình trả lời là tại vì mình khi mà mình chuyển về khu Nam á, là do là mình đi theo con, tức là con mình học trường quốc tế, và hồi xưa mình ở trên kia thì mình đi một ngày bạn đi cái chặng đường khá là xa, cho nên là mình chuyển về đây á, là bạn ở sát trường luôn, nên là nó thuận tiện cho bạn. Thì cái khu ở này á, ở dưới đây giống như là Huy đã nói á, thì là vì nó có một cái gọi là một cái mặt bằng giá đó, cho nên là nó sẽ xét được những cái cư dân cao cấp, tức là những cư dân ở cái khu vực giá và hình thành một cái khu dân cư đẳng cấp không chị? Đúng rồi, tức là những cái cư dân mà sống xung quanh mình thì toàn là những người có một cái gọi là cái mặt bằng văn hóa chung, như là nó như nhau, cho nên là mình cảm thấy là khá là ổn trong cái việc là sinh sống tại khu vực này. Ngoài ra thì cũng khá là thuận tiện để khi mà mình đi qua quận nhất rồi chợ, hay là cái nói chung là về cung cấp nguồn nguyên thực phẩm cho mình cũng khá là tươi, tại vì chuyển từ dưới Cần Giờ lên rồi này nọ kia, nên là cũng khá là ổn. Khí hậu thì ôn hòa, mát mẻ. Phú Mỹ Hưng là nhập từ nước ngoài luôn đó chị? Đúng rồi, Phú Mỹ Hưng là đa phần là nhập hàng thực phẩm từ nước ngoài về. Thì có một cái thông tin mới nữa để cho chị Vi có thể là cho con học gần hơn nữa, đó là một cái trường đại học ở khu Mỹ rất là lớn, từ cấp 1 đến cấp 3, bắt đầu được xây dựng tại GS Nhà Bè, Sai Gai Nhà Bè đó, và là trường đại học Chadwick, một cái trường khá nổi tiếng, có tên tuổi đó vậy, gọi là làm giảm bớt áp lực của cái trường mà quốc tế Mỹ mà con chị Vi đang theo học.
thì chị Thùy Vi, theo như chị Thùy Vi thì khu Nam nó có nhiều cái tâm điểm tốt như vậy đó, thì thời điểm này có nên mạnh dạn đầu tư xuống khu Nam hay không? Thời điểm này là cái thời điểm mà khi mà cái giá đất của mình nó không phải là chu kỳ sốt, cho nên là cái thời điểm này là thời điểm nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào khu Nam thì nên nhanh chân để mà đầu tư vào thời điểm này. Tại vì á, khi mà mình có những manh nha ở cái việc là sẽ lên thành phố khu Nam, giống như là khi là mình nói là lên thành phố khu Đông á, thì cái lúc mà đến khi nó lên rồi thì giá đất nó đẩy lên rất là cao rồi. Do đó là thời điểm này mình nghĩ là thời điểm thích hợp để mà ai có cái nhu cầu đầu tư á, thì mình nhanh chóng, nhanh tay. Cả nhà rất là nhiều cảm ơn. Như cái chị Vi nói là nhanh chóng này, vì thật ra là về tình hình lạm phát á, gần như là rõ ràng là sau dịch á, lạm phát nó sẽ đẩy lên. Thì cái vấn đề mà mình đưa tiền vào bất động sản để mà mình giữ được cái tài sản của mình á, nó cũng là một cái kênh để mà quý vị khán giả có thể lưu ý trong cái khoản đầu tư về bất động sản. Thật ra thì bây giờ thời điểm này á, thì nói về sâu hơn á, thì thời điểm này là như vừa rồi là mọi người đang bị vấn đề là đầu tư vàng hay là tiền ảo hay là chứng khoán hay là bất động sản. Thì bây giờ hiện tại là mọi người vẫn thấy là cái kênh bất động sản vẫn là cái kênh kiếm tiền an toàn nhất, và cái có một cái gọi là cái sự gia tăng lợi nhuận cực kỳ là ổn định, đúng không Sửu ha? Rồi. Cảm ơn Thanh Huy, cảm ơn chị Thùy Vi đã có những cái nhận định cực kỳ là hấp dẫn và sắc sao, và gọi là đánh giá được toàn bộ cái tổng quan của thị trường bất động sản khu Nam. Để có nhiều cái thông tin hơn nữa thì quý anh chị cứ liên lạc với Thanh Huy theo số hotline bên dưới, hoặc là chị Thùy Vi và Phước Sửu nữa, để có một cái cơ hội đầu tư khu Nam ngay từ bây giờ. Chậm hơn một bước nữa thì khu Nam sẽ đẩy giá lên rất là cao. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ kênh.